Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày 19 tháng 9 của Bộ Y tế cho biết là ngày hôm nay, Việt Nam có thêm 10.040 ca mắc COVID-19, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh có đến 5.496 ca, Bình Dương với 2.332 ca. Trong ngày, Việt Nam ghi nhận 9.137 bệnh nhân khỏi bệnh. Như vậy là trong 24 giờ qua thì số ca nhiễm ghi nhận trong nước đã tăng 665 ca. Tại một số tỉnh như sau, thành phố Hồ Chí Minh tăng 1.259 ca, Bình Dương giảm 545 ca, Đồng Nai tăng 14 ca, An Giang tăng 144 ca, Long An tăng 13 ca. Và trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.517 ca trong một ngày. Sau 3 ngày được nới lỏng giãn cách xã hội, ở một số nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện tâm lý chủ quan. Người dân ra đường đông hơn, nhiều điểm mua bán hàng hóa không thực hiện giãn cách theo quy định và có không ít người dân vẫn bất chấp ra đường tập thể dục như là chưa có dịch bệnh. Với tâm lý lơ là chủ quan như thế này thì dịch Covid-19 có nguy cơ sẽ bùng phát trở lại bất cứ lúc nào ở thủ đô Hà Nội. 6 giờ sáng tại các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Tràng Thi, quanh Hồ Gươm, người dân vẫn vô tư tập trung, tập thể dục bất chấp lệnh cấm tập trung đông người. Và những người này có muôn vàn lý lẽ để biện minh. Sáng nào cũng đi, không có sáng nào bỏ, kể cả mưa gió. Cái đấy thực ra là chị không biết về chuyên môn đấy, chị không biết, nhưng mà mình đi tập nó quen rồi ấy. Thì bây giờ Covid ở nhà không được đi tập thì chị vẫn đeo khẩu trang đi bộ thôi. Dù đã có bảng thông báo cấm tụ tập, tập thể dục nhưng dọc ven Hồ Tây này vẫn xuất hiện nhiều đôi nam nữ tụ tập hóng mát. Còn đây là những hình ảnh được phóng viên ghi tại cơ sở bán bánh Trung Thu, phố Thủy Khê. Hàng chục người rong rắn xếp hàng đợi chờ đến lượt vào mua bánh Trung Thu. Mỗi người dân xếp hàng từ 10 đến 15 phút mới đến lượt mua. Người dân xếp hàng dài, tràn cả xuống lòng đường, khiến giao thông qua đây ùn tắc kéo dài. Kiểu gia đình là vùng xanh ấy ạ. Dịch từ cũng đã xong rồi, cũng đã tính đã tiêm rồi, tiêm 2 mũi rồi. Dù cơ sở treo biển hết bánh, chuyển sang cơ sở 2, nhưng khách vẫn kiên nhẫn chờ đợi, quyết không ra về. Chỉ đến khi lực lượng chức năng đến nhắc nhở thì đám đông mới giải tán. Giãn cách ra và hết bánh luôn. Trong sáng nay, các cơ sở đã chuyển đến trường tiểu học ở Trung Nam. Và phường đã hỗ trợ lực lượng, hỗ trợ các cái lực lượng cho chủ cơ sở để thực hiện cái việc đảm bảo giãn cách. Thì sáng nay vấn đề đảm bảo giãn cách và đảm bảo về an ninh trật tự đã thực hiện rất là tốt. Hà Nội đã bắt đầu nới lỏng một số hoạt động tại các vùng xanh để từng bước quay trở lại trạng thái bình thường mới. Thế nhưng, nới lỏng không có nghĩa là bỏ qua tất cả các quy định phòng chống dịch. Chống dịch, yếu tố tiên quyết đó chính là ý thức của mỗi cá nhân. Công an thành phố Hồ Chí Minh không cấp giấy đi đường cho các trường hợp là F0 lưu thông trên đường. Đây là khẳng định của Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh chiều nay của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến trường hợp có 50 F0 được cấp giấy đi đường, trong số 135 F0 bị lực lượng chức năng phát hiện khi lưu thông qua các chốt, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết Công an thành phố Hồ Chí Minh không cấp giấy đi đường cho người bị F0 lưu thông trên đường. Đây là những trường hợp thuộc nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường. Tuy nhiên, do thời điểm cấp giấy thì những trường hợp này là âm tính, sau đó bị dương tính nên mới có trường hợp các F0 này lưu thông trên đường. Các cái trường hợp này là khi lưu thông thì đều chưa biết là mình là F0. Lý do là nó có một cái độ trễ. Khi công an thành phố mà cập nhật được về dữ liệu F0 về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, từ cái lúc đi lấy mẫu xét nghiệm đến lúc mà có kết quả PCI, rồi xong cái có danh sách PCI cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư thì nó có độ trễ từ 1 đến 3 ngày là thường, có khi phải 5 ngày. Thế như vậy thì khi mà quét lại cái danh sách có danh sách F0 thì quét lại thì kiểm tra, thì trong cái thời gian từ lúc mà xét nghiệm với F0 là phát hiện là có lưu thông qua các chốt. Về trường hợp người lao động muốn quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết do thành phố đang trong thời gian tăng cường giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ và chỉ thị 11 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phương châm ai ở đâu ở yên đó, nên việc lưu thông giữa các tỉnh thành phải có sự phối hợp chặt chẽ.
Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu sản xuất, đặc biệt là với thành phố Hồ Chí Minh là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nên Công an thành phố Hồ Chí Minh đang có văn bản tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để sớm tháo gỡ vấn đề này. Mở cửa trở lại hoạt động du lịch là hết sức cần thiết trong bối cảnh ngành du lịch đóng băng vì dịch bệnh. Tuy nhiên, để tránh việc mở cửa rồi lại phải đóng cửa, các bước chuẩn bị cần phải thận trọng. Việc đón du khách phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và bền vững. Các phương án bảo đảm an toàn dịch bệnh khi đón khách quốc tế theo hộ chiếu vaccine cũng sẽ được thực hiện một cách thận trọng nhất. Ngành du lịch Kiên Giang và Phú Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đón khách quốc tế theo kế hoạch của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng chấp thuận. Phú Quốc đã có hai quần thể du lịch giải trí nghỉ dưỡng cao cấp đăng ký tham gia thí điểm đón khách quốc tế ở phía Bắc và phía Nam đảo. Khách quốc tế tới Phú Quốc sẽ được tổ chức đón ngay từ sân bay và đưa bằng xe riêng về nơi lưu trú theo lộ trình khép kín. Khách phải tiêm đủ 2 liều vaccine, xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay và phải đăng ký lưu trú tối thiểu 5 ngày trên đảo. Và quy trình đón khách quốc tế thì cũng sẽ được thực hiện trên tinh thần tuân thủ chặt chẽ quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế, đảm bảo áp dụng 5K cho mọi hoạt động. Đồng thời thì Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã đề xuất một số các cái tiêu chí cơ bản trong kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ liên quan đến năng lực chuyên môn và cũng như là cái công tác mà đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai để đảm bảo phòng dịch và chất lượng dịch vụ du lịch phục vụ du khách. Thì tuy nhiên, hiện nay thì Bộ Y tế mới ban hành quy trình đón khách chuyên gia và người Việt Nam ở nước ngoài về nước để sớm có thể mà hoàn thiện kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế. Thì Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thì cũng đề nghị Bộ Y tế sớm xây dựng quy trình về việc áp dụng hộ chiếu vaccine và các quy định về y tế đối với đối tượng này. Trong giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ phải mở cửa vừa đủ và thận trọng để dịch bệnh không lây lan. Và mục tiêu của cái giai đoạn này là vừa làm nhưng mà vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm để từ đó sẽ tiến tới là mở cửa rộng hơn trong cái giai đoạn tiếp theo. Quan điểm của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là triển khai đón khách quốc tế khi đã tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine cho 90% cư dân trên đảo Phú Quốc. Tính đến giữa tháng 9, Phú Quốc mới tiêm vaccine mũi 1 cho khoảng 35.000 người, mũi 2 khoảng 5.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 65. Tỷ lệ tiêm tương ứng là 35% mũi 1 và 5% mũi 2. Thì để đảm bảo cái điểm đến an toàn, người dân ở đây thì phải được an toàn. Muốn được an toàn thì người dân ở đây phải được chích ngừa vaccine COVID-19. Chúng tôi đã báo cáo với tỉnh và tỉnh cũng đã có cái chủ trương báo cáo với các bộ ngành. Thì sẽ cố gắng chúng ta sẽ tiêm ngừa cho toàn dân trên đảo Phú Quốc. Mình tiêm được ngày nào, sớm ngày nào thì sẽ tốt cho ngày đó. Và cái việc thực hiện cái hộ chiếu vaccine nó được nhanh hơn, được tốt hơn, được đảm bảo hơn cũng như an toàn hơn. Tại cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, số liệu ngày hôm nay 19 tháng 9 cho thấy tính đến hết tháng 9 năm 2021, tỉnh Kiên Giang được phân bổ hơn 371.000 liều vaccine, hơn 294.000 liều đã được tiêm. Trong khi đó, chỉ tính riêng Phú Quốc cần 250-300.000 liều vaccine cho người dân và người lao động để có thể thực hiện chương trình thí điểm. Thế nhưng hiện nay Phú Quốc mới chỉ tiêm cho khoảng trên 35% người dân từ 18 tuổi trở lên. Nếu có vaccine, việc tiêm chỉ trong vòng 15 đến 20 ngày là có thể hoàn thành và sẽ đảm bảo tháng 10 bắt đầu đón khách. Nếu không đủ, việc đón khách có thể gặp khó khăn.